Chúng ta đã trải qua những năm tháng đại dịch đầy gian khó. Dịch COVID-19 kéo dài khiến cho các hoạt động kinh doanh và dịch vụ phải tạm dừng hoặc thích nghi để phòng chống dịch. Đại dịch COVID-19 được xem như là một phép thử chưa từng có tiền lệ. Cả nước đều phải căng mình chống dịch và khối bán lẻ Vietcombank cũng không ngoại lệ. Khó khăn là thế, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của ban lãnh đạo và toàn bộ cán bộ nhân viên của khối bán lẻ đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch an toàn, vừa duy trì và phát triển kinh doanh. Trải qua những ngày tháng khốc liệt của dịch bệnh COVID, khối bán lẻ Vietcombank giờ đây đã trở lại với trạng thái bình thường mới. Chúng tôi, những người luôn cố gắng thấu hiểu sâu sắc nhất chân dung, nhu cầu và bất cập của khách hàng. Từ đó, xây dựng nên chính sách khách hàng bao gồm 6 yếu tố: thương hiệu, kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ, chính sách giá và hỗ trợ, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu và tối ưu hóa những trải nghiệm của khách hàng tại Vietcombank. Coi khối bán lẻ như một khu rừng, thì sản phẩm chính là những cái cây to nhỏ trong hệ sinh thái ấy. Những cây rừng sản phẩm là hình ảnh rõ ràng nhất thể hiện độ che phủ của dịch vụ bán lẻ Vietcombank trên thị trường. Chúng tôi ở đây cùng các bạn để nỗ lực dựng xây và duy trì màu xanh, sự tươi trẻ cũng như giá trị của khu rừng bán lẻ Vietcombank. Một khu rừng ngập tràn cây hạnh phúc, một khu rừng của hành động và quyết tâm. Thế nhưng bọn tên gì nhỉ? Nhìn mặt rất quen nhá. Quyền, ngồi cạnh bao lâu mà. Quyền à? Quyền à. Nhờ đối tác là ai không mà trả lời? Chị Linh, nhà Long Biên, thích màu vàng, đam mê uống Phúc Long vào 4 giờ chiều mỗi sáng hàng tuần, 30 đường 50 đá, sau 3 giờ triển khai, mỗi dịch vụ triển khai mất 3 tháng, tốc độ trả lời email mình còn là 30 phút, Zalo là 15 giây, thích nhắn tin, nghe điện thoại là việc, chỉ nghe điện thoại trước 6 giờ tối, 39 đối tác khác, ở đây hết. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông tin là gì? Gì 35 ký tự trên máy mà nhớ mãi không ra. Nhập đi nhập lại con sai phải khóa của máy rồi này. Mật khẩu của em có dừng ngắn hơn 35 ký tự đâu. Nghe đâu là đi gì biết gì đấy là đúng không? Có gì đâu mà không nhớ. Ôi là trời. Nhắc đến đi gì biết thì không thể không nhắc đến đi gì banh được. Lại còn được giải thưởng ngân hàng số tốt nhất Việt Nam nữa. Kinh cha kinh cha. Ủa, giờ mật khẩu tôi được gì bà? Phòng quản lý kênh chi nhánh được thành lập theo mô hình tổ chức mới của khối bán lẻ, tiền thân là phòng quản lý bán sản phẩm bán lẻ. Chúng tôi luôn đặt lên vị trí hàng đầu công tác quản lý và thúc đẩy bán các sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại chi nhánh, với quyết tâm khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của trụ sở chính đến từng điểm bán, thực hiện chiến lược chuyển đổi của khối bán lẻ. Phòng quản lý kênh chi nhánh là đầu mối thực hiện workstream 1 triển khai chuyển đổi mô hình bán hàng và dịch vụ tại 30 chi nhánh giai đoạn 1 trong năm 2022 và sẽ tiếp tục triển khai mô hình này đến các chi nhánh còn lại trong hệ thống trong năm 2023. Ngoài ra, trong năm tới, phòng quản lý kênh chi nhánh mới tiếp nhận chức năng PMO dự án Bancast Nhân Thọ
với đối tác FWD, phòng sẽ cùng đối tác và các phòng ban liên quan tại trụ sở chính tập trung tìm ra các hướng triển khai mới trong công tác thúc bán để đạt mục đích kinh doanh đã đề ra. Với phương châm làm hết sức, chơi hết mình, phòng quản lý kinh chi nhánh đã và sẽ luôn nỗ lực hết mình góp phần cùng tập thể các phòng ban trong khối bán lẻ để vững tin vượt khó, đón gió ra khơi thành công. Quản lý kinh chi nhánh làm hết sức. Còn đây, có cần phải xin các phòng ban khác không? Không phải xin. Việc mình làm. Sai, phải hỏi, cái gì cũng phải hỏi. Phải hỏi. Hình ảnh giữa Vietcombank và đối tác thì cái nào phải nổi hơn? Dạ hai ạ. Cái gì cơ? Vietcombank phải nổi hơn. Nổi hơn. Vietcombank là số 1. Khi mua kênh truyền thông, cần phải nghĩ đến cái gì? Hiệu quả rõ ràng. Không đủ. Bắt chèn như giữ bất động trưởng. Làm việc ấu rè có chọn lọc. Không bỏ lỡ điện thoại từ chi nhánh. Hòa đồng, thân ái với tất cả các đồng nghiệp từ phòng khác. Marketing forever.